Việc thắt chặt các quy định về phòng chống dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh trong hơn một tháng qua đã tiếp tục gây tác động đến các nhà bán lẻ lẫn người tiêu dùng. Nhưng các đơn vị doanh nghiệp bán lẻ cũng đang cho thấy những bước chuyển mình, thích ứng mạnh mẽ trước nguy cơ bị đào thải trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế. Có thể nhận thấy rõ qua cuộc chuyển mình về bán hàng đa kênh bằng các ứng dụng các công nghệ mới, đa dạng hóa dịch vụ như đi chợ hộ, giao hàng tận nhà. Một ngày mới tại siêu thị Co-opmart Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bằng việc khách hàng khi đến mua hàng được nhân viên hướng dẫn vào khu vực phòng chờ, nêu yêu cầu và đợi được phục vụ. Việc nhân viên chủ động gom hàng cho khách hàng đến mua trực tiếp là hình thức mua bán mới, đảm bảo quy định giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người đang được áp dụng tại siêu thị này. Theo đại diện Sài Gòn Co-op, mô hình Pick and Ship tạm dịch là lấy hàng và giao hàng đang được thí điểm tại nhiều siêu thị Co-opmart trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Có nhiều cái cách để cho khách tiếp cận. Cách thứ nhất là các khách có thể có ghi đơn trực tiếp để cho nhân viên soạn hàng. Cái thứ hai là khách không ghi rõ thì có nhân viên mình hỗ trợ để ghi cho khách hàng. Và ngoài ra thì mình có một cái phương pháp nữa là mình có thể là tải app về, mình ngồi mình ghi tên hàng hóa. Trên cái app mình biết được mặt hàng và biết được giá. Trước đó thì đơn vị cũng đã thông tin trước cho khách hàng, bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 mình đã áp dụng chương trình này tại siêu thị, về giá cả cũng rất là bình ổn. Cái thứ hai nữa là thông tin thì khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp hoặc là để số điện thoại và nhân viên lúc soạn hàng sẽ gọi cho khách hàng. Thì nhân viên của mình cũng đã được tập huấn trước đó về 5K, mình có bố trí một bạn mặc đồ bảo hộ để cách ly và tạo cái khoảng cách an toàn cho khách. Thực tế thì nó cũng có bất tiện, nhưng mà mình nghĩ trong cái thời điểm này thì mình cũng nên cố gắng mình hạn chế theo dạng như thì họ có gì cung cấp cho thực phẩm cho mình là tốt nè, để khó khăn chung mà mình tuân thủ thôi, ủng hộ. Tôi đến siêu thị khoảng được 5 phút và tôi chờ, tại vì là tôi mua một món hàng mà họ phải sơ chế. Trong mùa dịch mà đến như vậy thì cũng thấy là thoải mái chứ cũng không có phải là lo sợ. Mình tới đây mình mua, mình chọn hàng rồi người ta báo mình có hay không rồi người ta sẽ đặt cho, đưa hàng ra cho mình thì cũng tiện. Thế là mọi người chắc tới đây đặt rồi giao cũng tiện. Rất là cái mô hình này cũng rất là tốt. Thế là nói chung là cũng tuân thủ và rất là nhiệt tình, nói chung là ủng hộ. Mặc dù không thể trực tiếp lựa chọn hàng hóa như trước, tuy nhiên khách hàng vẫn vui vẻ chấp hành quy định mới của siêu thị. Lần lượt khách hàng lên nhận hàng hóa và thanh toán, đảm bảo trật tự, khoảng cách. Nó hạn chế được cái sự mà tập trung đông người á. Với lại thuận tiện cho người mua thì trong họ mình cần gì mình ghi qua cái tờ giấy thôi thì họ sẽ cung cấp hàng cho mình. Nói chung trong mùa dịch thì như vậy là cũng là thuận tiện rồi. Mình mua được món hàng mà mình muốn thì là thì thấy là thuận tiện. Chứ còn nếu mình đi vào trong đó rồi mua một đống người á, như lần trước chị đi á, cũng là kêu là cách nhau 2 mét mà người ta cứ vào mà đông lắm nên là thấy nó rất là nãy. Mình vẫn có mua hàng trực tuyến mà đa phần là mình đặt qua những cái app công nghệ thôi. Mình thấy thì ý mình thì mình thấy trực tuyến nó vẫn tiện lợi hơn một phần nào đó. Cũng có cái thuận tiện của nó, ví dụ mua online thì nhiều lúc mình phải dở một cái mình chưa có nhớ ra là mình cần phải mua cái gì, chẳng lẽ mua có một cái gì, một ổ bánh mì hay cái gì đó thì nó không mấy, mà chị thì thường chị mua nhiều một lúc nên là còn cái này ví dụ như đó thì giờ chị sực nhớ ra chị mua thịt bò thì chị chạy ra đây chị mua thịt bò thế là xong. Thì nó mỗi cái nó có thuận tiện riêng của nó. Bên cạnh việc áp dụng mô hình mua bán mới nhằm đảm bảo quy định phòng dịch từ phía siêu thị, các khách hàng khi đến đây đều chủ động trang bị khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào mua hàng. Trên thực tế, việc liên tục đổi mới theo hướng hoàn thiện hơn, hiệu quả hơn, tạo niềm tin nhiều hơn là xu hướng phát triển của doanh nghiệp bán lẻ trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế. Có lẽ đây cũng là con đường mà các doanh nghiệp bán lẻ phải phấn đấu một cách quyết liệt nhằm thích ứng với những biến động và thách thức do đại dịch gây ra.